Kính chào quý vị khán giả, thay mặt ekip những người thực hiện chương trình, anh Phương và Bích Thủy kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui. Mời quý vị đến với chương trình Đồng Nai Ngày Mới ngày hôm nay thứ Bảy ngày 6 tháng 5 2023. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn các thông tin trên nhiều lĩnh vực. Trong đó thì sẽ có các nội dung đáng chú ý như thanh niên thất nghiệp tiếp tục là vấn đề thách thức đối với nền kinh tế. Cục Đăng Kiểm Việt Nam đề xuất xe ô tô dưới 9 chỗ được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm. Điện lực Việt Nam khẳng định giá điện tăng tác động rất nhỏ đến CPI. Nông dân xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu tận dụng sơm để phục vụ sản xuất tuần hoàn, nâng cao giá trị cây lúa. Thưa quý vị, lạm phát đang giảm dần, cần ưu tiên hơn cho tăng trưởng và nhất quán mục tiêu ổn định vĩ mô. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023 vào sáng qua. Tại phiên họp, Chính phủ đã tập trung thảo luận về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5 và thời gian tới, cùng một số nội dung quan trọng khác về giải ngân vốn đầu tư công, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, ổn định kinh tế vĩ mô chưa thực sự vững chắc, tăng trưởng tín dụng thấp, rủi ro nợ xấu gia tăng, tình hình bất ổn bên ngoài tiếp tục tác động ảnh hưởng lớn. Thủ tướng nêu rõ 3 nhóm nhiệm vụ lớn, trong đó nhóm nhiệm vụ thứ nhất là tập trung chuẩn bị các đề án, báo cáo trình Trung ương, Quốc hội, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quy định. Nhóm nhiệm vụ lớn thứ hai là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trong khi vẫn nhất quán mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành hài hòa, cân bằng, hợp lý, hiệu quả giữa lãi suất và tỷ giá, giữa tăng trưởng và lạm phát, giữa cung và cầu, giữa chính sách tiền tệ và tài khóa, giữa bên trong và bên ngoài. Hiện nay, lạm phát vẫn được kiểm soát trong mục tiêu Quốc hội giao và đang giảm dần, do đó ưu tiên hơn cho tăng trưởng từ tháng 4, tháng 5 và những tháng tiếp theo. Nhóm nhiệm vụ lớn thứ ba, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung rà soát, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra, nhất là rà soát hoàn thiện thể chế, làm tốt công tác quy hoạch, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi và phát triển. Thưa quý vị, vào sáng qua tại điểm cầu chính Hà Nội và điểm cầu trực tuyến ở 67 tỉnh thành đoàn, đoàn trực thuộc Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam phối hợp với Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã tổ chức diễn đàn chính sách quốc gia đối với thanh niên nhân dịp tháng công nhân 2023 với chủ đề Chính sách việc làm cho thanh niên. Tại diễn đàn, một trong những vấn đề quan tâm là tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi từ 15 đến 24, tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong những năm qua, thể chế hóa những chủ trương đường lối của Đảng, Hiến pháp năm 2013 nhằm phát huy vai trò, vị trí và tiềm năng to lớn của thanh niên nói chung trong lao động, lập nghiệp, khởi nghiệp nói riêng. Quốc hội đã thông qua Luật Thanh niên năm 2020, Bộ luật Lao động năm 2019, Luật Việc làm năm 2013, v.v. Qua đó từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật về việc làm, tạo hành lang pháp lý, điều chỉnh các vấn đề về lao động việc làm theo hướng bền vững cho người lao động nói chung, thanh niên nói riêng. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp của thanh niên, nhất là nhóm tuổi 15 đến 24 tiếp tục là thách thức đối với nền kinh tế Việt Nam. Quý 1 năm 2023 là 7,61%, cao gấp 3,38 lần tỷ lệ thất nghiệp chung của cả nước 2,25%. Bình quân trong 10 thanh niên thì có 1 thanh niên bị thất nghiệp. Số lao động trẻ đang làm việc hiện nay có nguy cơ mất việc làm cao gấp 3 lần so với những lứa tuổi lớn hơn. Tỷ lệ lao động thanh niên qua đào tạo có cao hơn tỷ lệ chung của cả nước, nhưng không đáng kể. Một bộ phận thanh niên ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp yếu, nhiều sinh viên thiếu các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc. Tại diễn đàn, hàng trăm câu hỏi xung quanh các nội dung, xu hướng việc làm cho thanh niên, chính sách hỗ trợ thanh niên đã được giải đáp. Những trao đổi trong diễn đàn sẽ cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, vai trò giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và vai trò quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách về việc làm cho thanh niên phù hợp với tình hình mới. Chiều qua, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai giao Sở Văn hóa Thể thao Du lịch chủ trì tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Tham dự hội nghị có các đại diện lãnh đạo các sở ngành và các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đều đánh giá cao sự cần thiết của dự thảo nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Dự thảo đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể phát triển văn hóa con người Đồng Nai đến năm 2030, như 100% các cấp ủy đảng xây dựng chương trình hành động, kế hoạch, đề án nhằm thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa con người Đồng Nai đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin, kiến thức về văn hóa ứng xử,
96% trở lên số gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% đơn vị hành chính cấp huyện có đủ các thiết chế, nhà văn hóa, thư viện và 3 công trình thể thao cơ bản đạt chuẩn theo quy định. Định kỳ 4 năm một lần tổ chức festival văn hóa du lịch tầm cỡ toàn quốc, 3 năm một lần tổ chức hội diễn nghệ thuật quần chúng quy mô toàn tỉnh, v.v. Các đại biểu cũng góp ý về kết cấu nội dung của dự thảo, trong đó cần chia mục tiêu làm 2 giai đoạn từ 2023 đến 2025 và từ 2025 đến 2030, làm rõ hơn các nội dung về văn hóa con người Đồng Nai qua từng thời kỳ, về ngoại giao văn hóa, về xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội, chia sẻ thông tin trong thời đại công nghệ số. Và tôi không đi sâu văn hóa của đất nước mình phải làm thế nào, nên cơ sở đó mình phải tuyên truyền phổ biến, giao lưu văn hóa gì với các nước, thì mình đẩy cái văn hóa mình ra bên ngoài. Thì tôi cũng xem các cái mục tiêu nhiệm vụ, chưa thấy cái nội dung này. Nếu mà mình chỉ vậy tất nhiên nó gói gọn trong nội bộ mình, nó không đẩy cái tầng văn hóa mình ra ngoài. Thật ra một sở văn hóa cũng gần cái sở ngoại vụ, nó là một cái nhiệm vụ rất là quan trọng, đó là ngoại giao văn hóa rất là quan trọng, văn hóa đối ngoại, văn hóa Việt Nam phải đẩy ra bên ngoài để cho các nước người ta biết tới. Chúng ta có đánh giá những hạn chế về trong cái thực hiện các cái nghị quyết kế hoạch của trung ương của tỉnh về con người Đồng Nai hiện nay hay không? Chúng ta đã có đánh giá và để đặt ra những cái hạn chế, để từ những cái hạn chế đó chúng ta ban hành cái nghị quyết. Thì theo quan điểm của ban tuyên giáo là cũng đề nghị chúng ta xem lại cái nội dung này, chúng ta có thể là nói thêm về hạn chế trong cái quá trình thực hiện cái nghị quyết 33, từ nghị quyết 33 đến nay đó, là chúng ta có hạn chế gì để đưa vào cái nghị quyết của tỉnh ủy, bởi đây là cái nghị quyết đầu tiên về văn hóa của tỉnh ủy. Chúng tôi soạn thảo với kỳ vọng là sẽ tham mưu những cái nội dung tốt nhất, trong đó có các cái nội dung về chính sách để chúng ta đầu tư cho văn hóa xứng tầm với một tỉnh công nghiệp, xứng tầm với một tỉnh ở trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Chúng tôi cũng tham mưu các cái giải pháp, các nhiệm vụ nó gắn liền với cái địa bàn của tỉnh, gắn liền với cái đặc thù của tỉnh, và làm thế nào để cho chúng ta thấy rõ được cái đặc thù về văn hóa và con người của tỉnh Đồng Nai. Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Đồng Nai Nguyễn Hồng Ân đã ghi nhận ý kiến đóng góp đầy tâm huyết, trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương. Đồng thời cho biết sở sẽ tiếp thu, hoàn chỉnh các nội dung dự thảo nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 11, qua đó góp phần đưa nghị quyết sớm được ban hành. Chương trình Đồng Nai ngày mới tiếp tục với các tin tức kinh tế đời sống. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tỷ lệ ước giải ngân 4 tháng kế hoạch năm 2023 đạt 14,66% kế hoạch. Nếu so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thì tỷ lệ giải ngân đạt 15,65%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chậm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là do một số dự án có nhu cầu thực hiện chuẩn bị đầu tư trong năm 2023 nhưng không được bố trí vốn vì trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 được phê duyệt không tách riêng vốn chuẩn bị đầu tư và vốn thực hiện dự án. Do vậy, dự án không có vốn để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, ảnh hưởng đến tiến độ phê duyệt dự án đầu tư. Một số nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư còn chậm do vướng mắc thủ tục đất đai, điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực xây dựng. Công tác giải phóng mặt bằng chưa được chủ đầu tư chú trọng khi triển khai dự án. Vướng mắc do giá vật liệu xây dựng tăng, quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và quy định về phương án thiết kế đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định với xe chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải theo thông tư số 02. Và nếu được chấp thuận thì việc này sẽ giải quyết đáng kể tình trạng xe xếp hàng dài chờ đến lượt kiểm định như hiện nay. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là giải pháp duy nhất đến thời điểm hiện nay để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian sớm nhất. Hiện số lượng xe hiện tại đến kỳ kiểm định chưa được kiểm định khoảng 800.000 xe. Số lượng xe phải kiểm định trong 6 tháng tới là khoảng 1,7 triệu xe. Tổng số xe phải kiểm định trong 6 tháng khoảng 2,5 triệu xe. Trong khi đó, năng lực kiểm định đang hoạt động hàng tháng khoảng 550.000 xe.
Giá điện tăng tác động rất nhỏ đến CPI, đây là khẳng định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN sau khi công bố thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện thêm hơn 1.920 đồng 1 kWh từ ngày 4 tháng 5 năm 2023. Theo EVN, mức tăng lần này là con số thấp hơn nhiều so với kịch bản tăng giá được EVN xây dựng và trình Bộ Công Thương xem xét trước đó. Hiện nay, trong cơ cấu các khách hàng sử dụng điện có khoảng 528.000 khách hàng kinh doanh dịch vụ. Sau khi thay đổi giá, mỗi tháng sẽ trả thêm là 141.000 đồng một tháng. Với hộ sản xuất, sau khi thay đổi giá, mỗi tháng sẽ trả thêm là 307.000 đồng một tháng. Khách hàng hành chính sự nghiệp, mỗi tháng sẽ trả tăng thêm là 40.000 đồng một tháng. Và các hộ tiêu thụ, theo tính toán từ EVN, tiền điện tăng thêm từ 2.500 đồng một hộ cho đến hơn 100.000 đồng một hộ. Mức tăng giá này phần nào giảm bớt khó khăn tài chính của EVN. Từ nay đến cuối năm, dự kiến doanh thu tập đoàn tăng thêm khoảng hơn 8.000 tỷ đồng. Về tác động CPI, nếu tăng giá điện 5% sẽ làm CPI tăng 0,17%, nên việc tăng giá 3% sẽ có tác động lên CPI rất nhỏ. Theo Bộ Xây dựng, trong quý 1 năm nay, có 17 dự án nhà ở thương mại được cấp phép mới với gần 7.200 căn. Số lượng dự án được cấp phép mới bằng khoảng 77% so với quý 4 năm 2022. Cụ thể, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, hoàn thành 14 dự án với hơn 5.900 căn. Số lượng dự án bằng khoảng 50% so với quý 4 năm 2022. Đang triển khai xây dựng 698 dự án với 398.592 căn. Số lượng dự án đạt gần 150% so với quý 4 năm 2022. Được cấp phép mới 17 dự án với gần 7.200 căn, đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai có 52 dự án với 23.690 căn, số lượng dự án bằng khoảng 88,14% so với quý 4 năm 2022. Bộ Tài chính vừa ban hành thông tư số 18 quy định về thủ tục thu nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt chênh lệch, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước, bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. Trong đó có nhiều điểm mới mà người vi phạm, đặc biệt là trong lĩnh vực giao thông đường bộ, cần lưu ý. Thông tư 18 có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5, 2023. Theo đó, thông tư quy định, mọi cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt khi quá thời hạn và cứ mỗi ngày chậm nộp sẽ bị tính thêm 0,05% một ngày trên tổng số tiền chưa nộp. Số ngày chậm nộp bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo chế độ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp phạt đến trước ngày nộp vào ngân sách nhà nước. Về hình thức thu nộp tiền phạt, trường hợp nộp bằng tiền mặt trực tiếp thì ngày xác định nộp là ngày kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc người có thẩm quyền thu tiền phạt theo quy định. Trường hợp nộp tiền phạt bằng hình thức chuyển khoản, ngày xác định nộp là ngày người nộp phạt nhận được thông báo giao dịch tiếp nhận khoản tiền nộp phạt thành công. Người bị xử phạt phải xuất trình hoặc gửi chứng từ thu nộp để nhận lại các giấy tờ tạm giữ. Ngoài ra, thông tư 18 cũng quy định không tính tiền chậm nộp phạt vi phạm hành chính trong thời hạn được hoãn thi hành quyết định xử phạt. Năm nay, nhà vườn trồng xoài các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long kém vui vì vụ xoài cát Hòa Lộc chín vụ rớt giá. Hiện xoài cát Hòa Lộc có giá từ 40 đến 55.000 đồng 1 kg, giảm khoảng 20.000 đồng 1 kg so với cùng vụ năm ngoái và giảm 100.000 đồng 1 kg so với dịp Tết cổ truyền Quý Mão. Không chỉ giá thấp mà năng suất xoài năm nay cũng giảm nhiều hơn so với các năm trước. Trong khi đó, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao nên mùa xoài năm nay nhà vườn không có lãi. Trong khi đó, các nhà vườn tại Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ sau thời gian ghi nhận mức sấp xỉ 200.000 đồng một ký, giá sầu riêng hiện nay về mốc 50 đến 60.000 đồng một ký, giảm mạnh so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, các thương lái đang mua sầu riêng xuất khẩu loại 1 giá 55.000 đồng một ký, loại 2 là 48.000 đồng một ký. Với sầu riêng Thái Lan loại 1, giá thu tại vườn là 60.000 đồng một ký, hàng loại 2 là khoảng 50.000 đồng một ký. Theo các nhà vườn, năm nay năng suất sầu riêng ổn định, tuy giá giảm nhưng nhà vườn vẫn có lời từ 3.000 đồng một ký đến 9.000 đồng một ký. Giá tiêu tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh 1.000 đồng một ký tại Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Hiện giá tiêu tại các vùng trọng điểm dao động quanh mốc 68.500 đến 71.000 đồng một kg. Như vậy, sau hai phiên điều chỉnh tăng liên tiếp, giá tiêu trong nước đã vượt mốc 70.000 đồng một kg. Theo đó, tại khu vực Tây Nguyên, giá tiêu hôm nay dao động quanh mức 68.500 đến 69.500 đồng một kg và Đông Nam Bộ, giá tiêu quanh mức 70.500 đồng một kg đến 71.000 đồng một kg. Thưa quý vị, trên lĩnh vực nông nghiệp, hình ảnh đốt rơm sau thu hoạch lúa chắc hẳn là không còn xa lạ đối với nhiều người dân ở vùng trồng lúa. Thời gian gần đây, nhiều nông dân đã chủ động thu gom rơm sau thu hoạch và tận dụng rơm để phục vụ sản xuất tuần hoàn. Điều này không chỉ góp phần chung tay bảo vệ môi trường mà còn làm tăng được giá trị rất cao cho cây lúa. Ghi nhận tại xã Tân Bình, huyện Vĩnh Cửu. Thưa quý vị,
Đây là rơm sau khi thu hoạch lúa. Như mọi năm thì nông dân sẽ để như vậy rồi đốt đi. Nhưng mà năm nay thì nông dân lại cuộn cái rơm này về bán hoặc là sử dụng để chăm sóc vườn cây. Hiện nay đang vào thu hoạch vụ lúa đông xuân nên máy cuộn rơm này dường như hoạt động hết công suất để phục vụ cho cánh đồng gần 100 hectare này. Việc gom rơm sau thu hoạch lúa đã được một số nông dân nơi đây thực hiện gần chục năm nay. Tuy nhiên, thực hiện đồng loạt như hiện nay thì chỉ thời gian gần đây khi có máy cuộn rơm. Thì nó tăng thu nhập, nói chung cũng được một cuộn vậy, công cán nó cuốn thì mình cũng còn được là mười mấy ngàn cuộn. Theo tính toán của người dân, mỗi hecta sẽ cuộn được khoảng 250 cuộn rơm. Mỗi cuộn nông dân trả chi phí công hết 8.000 đồng. Nếu bán tại ruộng thì người dân có lời 10.000 đồng, nhưng nếu gom về có thể bán được từ 20 đến 30.000 đồng một cuộn. Hiện nay có một số hộ dân, rơm khi gom về, họ không bán mà sử dụng làm nấm rơm. Một số hộ khác thì dùng rơm để rải dưới gốc cây trong vườn nhằm tạo dinh dưỡng độ ẩm cho cây. Ngoài ra, rơm còn được dùng làm thức ăn cho trâu bò và việc gom rơm còn có nhiều hiệu quả khác. Ông Tuấn là người tiên phong ở địa phương mua máy cuộn rơm, đồng thời thu mua rơm nếu bà con có nhu cầu bán. Vì vậy, người dân không lo ngại đầu ra của loại phế phẩm nông nghiệp này. Cuộn rơm này thì mình cũng thu hoạch về để nhiều khi mình trữ lại để mình bán cho bà con người ta dùng nuôi bò với làm nấm rơm, ủ nấm nữa. Người ta bỏ vườn bử rồi. Là tiền rơm này cũng như mình mua là người ta thì người ta cũng được có tiền công, người ta trả tiền máy cắt rồi. Người ta tăng thu nhập, người ta cũng đỡ được khoảng. Không để bỏ phí nguồn rơm mà để ngoài đồng thì nó sẽ tránh một phần, thứ nhất là tránh một phần mà khi mà thu hoạch lúa thì nó sẽ có cái phần mà lúa lộn trong rơm thì sẽ nó thì gây cái ảnh hưởng về cái phần lúa lộn sau cái vụ sau của lúa, thì người ta sẽ gom tất cả những rơm lại thì một phần là thì góp phần tăng thêm cái thu nhập, một phần nữa thì có thể là người ta loại bỏ những cái lúa mà còn sót lại sau cái vụ trước để bảo đảm cái vụ sau nó đạt năng suất cao hơn. Hiện nay, nông dân trồng lúa hầu hết đã áp dụng cơ giới hóa từ khâu cấy đến làm đất gặt, v.v. nên chi phí sản xuất tăng lên khá cao. Vì vậy, việc thu gom rơm đem đi bán sẽ giúp người nông dân có thêm kinh phí trang trải chi phí sản xuất và áp lực đầu tư. Thưa quý vị, sau bao năm chờ đợi, mới đây người dân 4 xã của huyện Vĩnh Cửu, giáp ranh thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai vô cùng phấn khởi vì đã có nước máy sử dụng, không còn phải sống chung với nguồn nước nhiễm phèn nặng và thường cạn nguồn trong giai đoạn cao điểm mùa khô. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai ngày mới. Từ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 vừa qua, người dân các xã Bình Lợi, Bình Hòa, Tân Bình và 7 xã thành phố huyện Vĩnh Cửu đã có nước sạch để sử dụng. Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai Doaco đã đầu tư hơn 14,8 tỷ đồng kéo nước máy về phục vụ gần 5.000 hộ dân ở 4 xã này. Việc thi công đường ống dọc hai bên hương lộ 6, nhiều đoạn phải đi trong vườn, thậm chí đi ngay trong nhà, nơi kinh doanh buôn bán, nhưng tất cả người dân đều đồng tình ủng hộ. Tình hình là dân trước giờ sử dụng là hai cái phương thức, một là giếng đào, hai nữa là giếng khoan. Thì cho đến thời điểm là cái ra tới đến nay, nói chung cái khu vực là tổ 8, tổ 9, thì gần mỏ đá của BBC, khai thác đá là cái lòng sâu quá, thì nói chung thì số hộ dân hụt nước. Thì dân rất là cần cái nước máy để sử dụng. Và qua cái chủ trương là làm nước máy này, nói chung là dân rất là phấn khởi. Công ty Doaco là đơn vị chủ lực trong sản xuất cung ứng nước sạch, phục vụ sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp và dân cư trên địa bàn tỉnh. Với năng lực sản xuất gần 500.000 mét khối nước sạch mỗi ngày, năm 2022 vừa qua, Doaco sản xuất cung ứng trên 171 triệu mét khối nước sạch cho hơn 270.000 khách hàng trên địa bàn. Trong năm, đơn vị đã triển khai 17 dự án với tổng vốn đầu tư trên 157 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới cấp nước. Bên cạnh việc nâng cấp hệ thống cấp nước một số phường trong thành phố Biên Hòa, nước từ nhà máy Thiện Tân đã được kéo về phục vụ khu công nghiệp Bầu Xéo và nhiều khu dân cư trong huyện Trảng Bơm. Bên cạnh thị trấn Trảng Bơm, các xã nông thôn như Quảng Tiến cũng có nước máy về phục vụ, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Vì cái nguồn nước sinh hoạt của nhân dân ở đây thì theo như chúng tôi biết là bị nhiễm nhiều, nhất là coi như nhiễm phèn. Đó cho nên là coi như ảnh hưởng tới cái cuộc sống sinh hoạt của bà con nhân dân ở trong địa phương. Cho tới hôm nay thì coi như là được nhà nước được đầu tư vừa rồi thì coi như nhân dân cũng cảm ơn chính quyền và công ty cấp nước của Đồng Nai quan tâm cho nhân dân thì chúng tôi rất phấn khởi.
Theo kế hoạch năm 2023 này, Duwaku sẽ đầu tư hơn 503 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới cấp nước. Bên cạnh việc đầu tư hệ thống cấp nước phục vụ cảng hàng không quốc tế Long Thành, theo quy hoạch, Duwaku sẽ đầu tư hệ thống cấp nước cho các phường Tam Phước, Phước Tân và 5 xã thuộc huyện Xuân Lộc. Dự án của Tam Phước thì đâu đó là khoảng hơn 60 tỷ. Cái dự án của phường Phước Tân thì khoảng 30 tỷ. Và cái dự án của 5 xã Xuân Lộc thì cũng xấp xỉ đâu khoảng hơn 60 tỷ. Đồng Nai là tỉnh công nghiệp có tốc độ đô thị hóa cao. Nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt sẽ tiếp tục tăng cao. Bên cạnh việc tập trung đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước phục vụ khách hàng truyền thống là các khu công nghiệp, các khu đô thị tập trung, thì việc đưa nước máy về quê cũng là mục tiêu hướng tới. Tiếp theo chương trình là những tin tức khác mới diễn ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban nhân dân thành phố Long Khánh vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội 4 Đảng bộ thành phố giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, một số chỉ tiêu về kinh tế thành phố đã đạt được tốc độ tăng khá cao, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người đạt 145 triệu đồng, tăng 15,35% so với 2020. Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những hạn chế và đề ra những phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong nửa nhiệm kỳ tiếp theo. Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Mỹ vừa tổ chức lễ trao các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, điều động đồng chí Lê Hồng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đến nhận nhiệm vụ tại Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Điều động đồng chí Võ Văn Tươi, Trưởng phòng Nội vụ huyện đến nhận nhiệm vụ tại Ban Tổ chức Huyện ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Điều động và bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Phê, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Sông Rây, giữ chức Trưởng phòng Nội vụ huyện. Điều động đồng chí Trương Minh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đến nhận nhiệm vụ tại Đảng ủy xã Sông Rây. Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sông Rây nhiệm kỳ 2020-2025. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Thành phố Biên Hòa vừa tổ chức đoàn kiểm tra các hoạt động văn hóa tại các phường xã trên địa bàn. Cụ thể, đoàn đã kiểm tra hoạt động của Trung tâm Học tập Cộng đồng tại phường Tân Hạnh và phường Trung Dũng. Đối với phường Tân Hạnh, việc tận dụng công năng của Trung tâm Học tập Cộng đồng chưa thật hiệu quả, cơ sở vật chất xuống cấp. Tại Trung tâm Học tập Cộng đồng phường Trung Dũng, các lớp hoạt động văn hóa khá hiệu quả, đầu tư hơn 2.000 đầu sách phục vụ cho người dân. Các phòng chức năng gồm phòng học đàn, học vẽ, phòng gym, phòng thể hình và hội trường hội họp đầu tư trang thiết bị phù hợp. Đoàn đề nghị các địa phương cần phát triển thêm các mô hình học tập, tận dụng được các chức năng tại Trung tâm Học tập Cộng đồng và có báo cáo về kinh phí hoạt động hàng quý về thành phố. Huyện ủy Thống Nhất vừa tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng giai đoạn 2017-2022. Trong 5 năm qua, thực hiện quy chế phối hợp các cơ quan, đơn vị thực hiện cơ bản tốt việc cung cấp trao đổi các thông tin, tài liệu liên quan để sớm phát hiện, kiểm tra, kiểm điểm, xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên một cách đồng bộ, nghiêm minh. Các kế hoạch kiểm tra, giám sát của các ban ngành cơ bản hạn chế trùng lắp về nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát. Việc ban hành chỉ đạo thực hiện quy chế phối hợp đã tạo cơ sở pháp lý, phát huy được vai trò, chức năng của các đơn vị có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng. Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo, tập trung tháo gỡ những khó khăn, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Sở Y tế Đồng Nai vừa có văn bản gửi các cơ sở khám chữa bệnh về việc chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh cho các cơ sở y tế. Theo đó, quán triệt người hành nghề không chuyển người bệnh đến các cơ sở khám chữa bệnh không phù hợp hoặc các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vì mục đích vụ lợi, vi phạm quy định của luật khám chữa bệnh. Trường hợp các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, đa khoa khu vực tuyến tỉnh có các kỹ thuật đang tạm dừng hoặc không thực hiện được do thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị, Sở Y tế đề nghị bệnh viện công khai trên trang thông tin điện tử của bệnh viện để người dân được biết và báo cáo về Sở Y tế, biết và chỉ đạo. Trước đó, vào cuối tháng 4 vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản về chấn chỉnh hoạt động chuyển người bệnh giữa các cơ sở y tế. Thực hiện kế hoạch tuyển sinh quân sự năm 2023, Ban tuyển sinh quân sự huyện Tân Phú vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức khám sức khỏe đối với 24 thí sinh dự tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội. Tại buổi khám, các công dân được khám về thể lực, đo mạch, huyết áp, khám thị lực, khám chuyên khoa mắt, tai, mũi họng, răng hàm mặt, khám nội, thần kinh, thể lực, ngoại, da liễu, v.v.
những công dân đủ sức khỏe theo quy định sẽ được làm xét nghiệm máu, chụp X quang, chụp tim, phổi, sàng lọc và các xét nghiệm khác cần thiết. Ngoài ra, đối với một số trường đào tạo sẽ có quy định riêng về sức khỏe, đặc biệt sàng lọc kỹ, không để các trường hợp dị dạng, HIVS, nghiện ma túy vào các trường học trong quân đội. Tại vì là bố em cũng là bộ đội, thì em thấy bố và em cũng rất muốn mình được như bố. Và em cũng thích được mặc lên mình cái bộ áo blue, nên là em chọn hai màu áo blue và quân phục của Học viện Quân y. Nên là năm nay em sẽ quyết tâm hết sức để đỗ vào Học viện Quân y. Để công tác khám sức khỏe tuyển sinh quân sự chặt chẽ, chính xác, trước đó Ban tuyển sinh quân sự huyện Tân Phú đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ y bác sĩ, cán bộ là công tác tuyển sinh quân sự, đồng thời phối hợp tổ chức tư vấn hướng nghiệp trực tiếp tại một số trường trung học phổ thông trên địa bàn. Ban chỉ huy huyện đã phối hợp với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các xã thị trấn tổ chức tuyên truyền hướng nghiệp, đăng ký thí sinh tuyển sinh trung học phổ thông cho các em tham gia xét tuyển, tổ chức niêm yết công khai rộng rãi, hướng dẫn đăng ký và tổ chức viết hồ sơ dự tuyển theo quy định. Các thí sinh đủ điều kiện sức khỏe theo quy định, Ban tuyển sinh quân sự huyện sẽ tiến hành nhận hồ sơ, thẩm tra lý lịch tại địa phương để hoàn chỉnh hồ sơ và thông báo kết quả sơ tuyển cho các thí sinh, bàn giao hồ sơ tuyển sinh về Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Đồng Nai vào ngày 23 tháng 5 tới. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều thủ đoạn mới về lừa đảo dụ dỗ học sinh trước cổng trường diễn ra tại nhiều địa phương. Do đó, công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo để các em học sinh biết và phòng ngừa là rất cần thiết. Huyện Trắng Bom đã đẩy mạnh công tác này. Đây là buổi tuyên truyền của các chiến sĩ công an huyện Trắng Bom cho hơn 600 học sinh trường trung cơ sở Nguyễn Bá Ngọc về phòng ngừa lừa đảo dụ dỗ học sinh trước cổng trường, tác hại của thuốc điện tử, phòng ngừa bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm xâm hại tình dục trẻ em. Bằng hình thức tuyên truyền trực tiếp có sử dụng hình ảnh, đồ vật minh họa cụ thể, các trường đạt lôi cuốn phù hợp với lứa tuổi, cho các em học sinh tiếp thu những thông tin một cách tự nhiên, có chiều sâu và thực sự biết được cách xử lý phù hợp khi gặp những tình huống tương tự. Qua buổi tuyên truyền của các cô, các chú công an thì cảm ơn các cô, chú rất nhiều là đã tuyên truyền cho chúng con về các thủ đoạn lừa đảo thuốc lá điện tử và dụ dỗ học sinh. Qua đó thì con nắm bắt được tình hình và những biện pháp lừa đảo của những kẻ hay dụ dỗ học sinh. Và từ đó chúng con biết được những cái cách phòng tránh và từ đó thì sẽ không cảnh giác trước những người lạ, người xấu và trước những vật như thuốc lá điện tử. Dạ, qua được buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì con về thủ đoạn lừa đảo, tác hại của thuốc lá điện tử và bạo lực học sinh thì con biết được rằng biết cảnh giác được trước những cái thủ đoạn lừa đảo của các người gian và từ đó biết cảnh giác và biết được tác hại độc hại của thuốc lá gây cho sức khỏe của con người và từ đó mà tránh xa và không sử dụng với nó. Biết được là có chúng trong môi trường học thì chúng ta phải biết bảo vệ và không được bạo lực lẫn nhau. Tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, tệ nạn ma túy đang xâm nhập vào lứa tuổi học đường, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em gây nên những hậu quả đáng tiếc. Do đó, việc tăng cường tuyên truyền giúp em học sinh trang bị kiến thức cần thiết để bảo vệ chính bản thân mình. Theo kế hoạch, Công an huyện Trắng Bom tổ chức tuyên truyền đến 100% học sinh tại 4 trường trung học cơ sở trên địa bàn với số lượng gần 5.000 học sinh. Đồng thời, Công an huyện sẽ cung cấp tài liệu, tờ rơi về phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn trên để phòng giáo dục đào tạo huyện chỉ đạo các trường học triển khai đến 100% giáo viên, học sinh trên địa bàn huyện. Chương trình Đồng Nai ngày mới sáng nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.